Ai muốn thi trước à? Dạ em ạ. Ok. Trước khi thi thì em rất là yêu quý các anh, cho nên là em chỉ đang hoàn thiện bài thi của mình và mong các anh thế là biết tất cả các anh rồi. Bé nó biết cư xử, nó rào trước đón sau. Nghe khúc này là không ai trách em đâu, đừng lo, anh là người chịu trách nhiệm. Thoải mái đi. Vâng thưa quý vị, Thu Ca. Dạ em xin có biết số 2 ạ. Yo yo, ai mà ai mà, Thu Ca, Thu Ca. Bin Di Hồng thắm lắm ta nhớ tên nàng, lạc như là anh Tít đang ngồi ngắm thiên đàng. Anh là khoa chính con anh để khoa phụ, anh cười tươi tái con anh như hoa nụ. Âm thầm anh bin thằng trong mỗi quà quý, eo ơi lão khủng kìa anh hoa quý. Lớn rồi ép bay cũng tốt mà, nhưng lớn rồi anh hoa quý ơi mình đừng chơi đốt nhà. Khoan khoan, xin lỗi. Đây đây. Em nói cái gì, cái câu cuối cho anh biết. Tại sao ai cũng vui, có mình tôi không nghe. Dạ em bảo là mình không nên chơi đốt nhà. Anh em thì mình không chơi nên đốt nhà. Kiểu là lúc đấy em đang theo cái mood freestyle đó. Ờ thì là ai, em nói về ai. Anh có nghe đến một cái tên mà, em cứ nói thẳng cái tên này ra. Để em giải thích cho anh Thành. Ai nói chuyện vậy? Dạ em Hoa Huy. Anh Thành. Sao? Dạ ý của bạn á là giống như chuyện tình cảm, khi mà mình có bạn gái đó anh, là mình không nên đốt nhà người ta. Vậy hả? Dạ. À là có phải nói về em không? Em không biết, em trong này em không nghe gì hết. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Thu Can. Thu Can, anh nhớ mặt em á nha. Ok, vừa rồi là bài thi của Thu Can. Và bây giờ sẽ là Mai âm nhạc. Vâng, ba tổ chức Trang xin beat số 1 ạ. Dạ vâng, đây là một cái chủ đề rất là khoai. Nhưng mà để mà nói về anh chưa start thi thì đơn giản một điều là không buồn lói. Đơn giản một điều là không buồn lói. Hình dung của một chiếc sơ mi, độ đẹp size của anh nằm giày bói. Thấy anh trên TV, homie của em chúng nó cười khoái chí. Daddy của hai bé tí ti, gắn chân vai của một cái family. Và đây là Thanh Tuấn from Lady Killer. Trong mặt chẳng có gì thiếu nhi, nhưng sâu bên trong thì I'm a heartbreaker. Và đây là Thanh Tuấn from Space Speaker. Chúa tể giai điệu, ông Hoàng Flow cầm đầu hẳn một băng làm sợ vợ. Peace. Xin hết ạ. Chúa tể giai điệu, ông Hoàng sợ vợ. Yên tâm Mai à, cái phần cuối cùng không phải là giám khảo quyết định em, cho nên em yên tâm. Cảm ơn em. Tuyệt vời. Vừa đây có nói gì nặng quá với cả Mai không nhỉ, mà biết được cái này nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy là thí sinh thi mà giám khảo hồi hộp. Không biết khi nào mà người ta tấn công tới mình. Mình phải đổi lại cái cảm xúc chứ anh. Từ đầu tập giờ là toàn em gây sát thương rồi à, cho nên là em xác định tinh thần cũng khá khá rồi. Bây giờ, sai đi. Mọi người cho em xin phép được tháo giày của em ra một chút ạ. Trời ơi, tháo giày ra nó chọi luôn em ơi. Trời ơi, con bé cá tính quá. Vào lại xe đi anh Huawei. Ok ạ, cho em xin con biết số 1 ạ. Yeah, anh Caric. Yeah. Yeah, dù the king, cuộc trên này đâu thể lạnh thinh vị. Người thấy đẹp trai nhưng đi cùng với một cái tính kỷ. Tên của bé là gì? Sai, sai, sai gì? Mới vòng 2 mà anh bắt em làm chủ để phải quay gì? Tới vòng này em đâu muốn đấu với gì trên. Nhưng khó vẫn phải làm vì trong tim anh Rick. Em muốn được ghi tên, không muốn bị cancel. Muốn làm center, không giữ em lại, đó lại là quyết định à? Yên rồi. Cái gì cảm ơn ạ? Tức là điến rồi. Quý vị thấy tôi đã nói đúng hay là sai? Ngay từ sau cái tiết mục tôi biết bé nó có nỗi đau. Đúng chưa Thiện Âm Thanh, em xác nhận chưa? Đúng rồi, em công nhận đấy. Ai cũng nói rằng ủa trải nghiệm mà, ta đi thi ta cần đi sâu chứ ai cần trải nghiệm. Đúng không em? Luật hoa quả, luật hoa quả. Si chêm ăn bận như con bạch tuộc. Quý vị nhìn đi, người ta nhìn ta sợ rồi chứ thi cái gì nữa. Em đứng yên đó rồi tôi sẽ xử tới em. Em đừng có cười như vậy. Nhìn đi. Tôi buồn lắm. Con của bố già vẫn còn đang nhẩm lời. Kiều Liên đó, có như là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nha quý vị. Ai nói gì nói, em trai tôi nó vẫn nhẩm lời. Ok, mời Kiều Liên. Dạ, cho em chọn beat số 2 ạ. Số 2. Yo. Anh của Whee. Anh của Whee.
chắc thôi. Trong anh chất nên em đừng gắt mỏi, nên em nghĩ em hợp anh bin bad boy. Nhưng họ bảo em, họ bảo anh là bad, nhưng học theo anh bị gọi là bug phoi 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 phoi. Em có bà bích, em biết em thương anh nhất mà. Ôi anh Garrick, riêng anh em rất là thích. Hãy nói em cũng vậy đi, không thì em đánh gửi tình yêu này cho anh Rainmastic. Hên quá, sát thương chưa cao còn sống. Dơ cao nhưng đánh khẽ. Dạ dạ dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi A-Bar của bốn thí sinh. Trước khi giám khảo và các huấn luyện viên đưa ra nhận xét, tôi xin quý vị cho tôi một cái yêu cầu. Hồi nãy bé Heidi nói là cái bức xúc vì sao huấn luyện viên lại đẩy nó vô một con đường mà khốn khổ đến như vậy. Với những cái con người mà lão luyện như C-Chain, bây giờ anh mời C-Chain xuống đây để đối diện với vấn đề. Mời em. Anh chỉ muốn C-Chain làm cho anh điều này thôi. Nếu như mà C-Chain mà chơi A-Bar thì C-Chain sẽ nói gì? Tôi muốn biết thái độ của C-Chain. Mọi người đồng ý không ạ? Anh Thành ơi, nguy hiểm lắm anh Thành. Cái gì? Em cứ chuẩn bị lời của em. Anh nói chuyện với người này xong là tới em. Cái gì? Em muốn gì? Nguy hiểm lắm anh Thành. Vì sao em biết nguy hiểm? Em không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bạn em nó không được ổn định. Anh biết mà, đưa nó về. Nguy hiểm lắm đó anh Thành. Em nói rồi. Quý vị ơi, người ta đang nhẩm lời nè, bình tĩnh. Cái gì nó phải ra cái đó, cũng phải nói lên nỗi lòng của mình chứ. Cho em xin biết số 1 ạ. Ý, đó. Let's go. Check. Nếu như ta gặp nạn trong lòng ta, đừng lo thầy Khoa từng chống nạn. Anh không thích thật nhiều vòng ba, anh thích một vòng một đống bạn. Ý đồ của thầy Khoa là bày ra để kích thích cố gắng, nhưng sai thì bây giờ như xe con dừng lại bởi vì do bố thắng. Xin cảm ơn, 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 xin cảm ơn em. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Để không phải tình đâu anh sẽ lại ngỏ cơ gan. Anh ta lướt trên Mercedes màu xanh, về là xe nhựa không mất tiền xăng. Nó vào đầu cũng trong đất quyền năng, nhỏ mà có võ lúc đó quyền anh. Anh rap tất cả câu trên chỉ để tăng lên thêm phần thú vị. Anh biết sao nào sai đi, mỗi khi rap luôn tập trung chú ý. Cả hai muốn chứng minh bằng thực lực chứ không dùng chiêu khác. Vì yêu rap mặc kệ người ngoài thế nào, với anh tụi em là real rap. Bắt đầu với Mai Ngô, em sẽ chọn con beat số. Dạ em xin phép chọn con beat số 1 ạ. Ngắm mình trên bầu trời và mong ta không rơi, niềm đam mê còn đầy đã bao lâu không vơi. Liệu rằng là đúng hay là sai khi mà bản thân tìm ngã rẽ cho ngày mai. Ta đã lạc lối không thể biết mình là ai, nhưng chỉ cảm thêm phút ngay giây phút không vào mai. Rồi chỉ cái mai trong tay ngay hôm nay, vững tâm đúng điều ta muốn không lung lay. Ta sống được đời đáng và tỏa sáng như vì sao. Ta ước hằng ngày đi thăm đỏ như là sao. Ta tạo âm thanh lạ bằng suy nghĩ và cảm xúc, khiến người nghe phải oh wow khi ta chỉ sao. Vâng, xin chúc mừng Mai Ngô và chúng ta sẽ đến với bài thi của Khoan. Dì dì dì, cho em xin con biết số 2 ạ. Dì, và đây là một âm thanh quen thuộc đối với những người vào vòng 2 của chúng ta. Nhưng với những anh em không may mắn được phòng chinh phục thì không phải vậy. Đây là một thanh lạ với họ. Dì, không để tầm mắt đi che nửa khi thấy âm thanh ta nghe của. Tiếng khói bắn ra lòng ta rộn ràng như đang trên xe lửa. Cơ hội đổi đời khi đèn đổi màu, nhưng có người thì không may mà chẳng thể nào lách qua khe cửa. Ta vui khi được bước tiếp, nhưng ta lại buồn cho những thằng anh em. Nhưng chúng nó vẫn cố gắng từ lúc mặt trời lò đến khi canh đêm đèn lên, không để những khó khăn kia làm mình lạc lối, để những mùa sau có thể nghe thấy tiếng âm thanh của lớp viết đạp khói. Tham. Yeah. Vâng thưa quý vị, và đó là Khoan. Và bây giờ là phần thi của Rap. Cho em xin beat số 1. Yeah. Cái âm thanh ngầu khiến tao lạc đầu, như khi tao nâng nó lên tao không bị mất màu. Sự sẻ sẻ tất cả này dược straight from the Moscow. Âm thanh của nà không đi xuống, cause I be stacking inside of the beat when I'm here to this sound came in the photo space. Speakers are locked như giai điệu đã không nhảy nên tao cũng không nhất thiết để mà chase. Tao sẽ cố gắng đây là một dấu vết, nhưng một âm thanh lạc khi đang đứng ở đây. Trở lại với tay con bé, tao vẫn đang lưng tăng ở những dàn cây. 8 bars. Vâng, và thí sinh cuối cùng thì quý vị Viso. Rồi rồi. Bây giờ chúng ta hãy đem một chút âm hưởng của Hàn Quốc, Ai Cập vào tiếng Việt. Bây giờ Viso con biết số 1 à. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, my oh, yeah. Look it at the cool, yeah. Có mấy killer rap của anh này, các cái chi tầng
triệu phú. Yeah, anh đã có thể nghe được những câu chuyện trong mai, chuyện trong anh giờ là bao nhiêu đêm tàu đây thấy thế giới trong lại. Anh đã có những tiếng ca cùng với anh thành âm thanh vi show vi on HTV2 vi channel. Trước khi mà các bạn bước vào vòng thi giải cứu, tôi sẽ về phía Dramastic để ngồi thưởng thức tiết mục này. Tại vì tôi thích các bạn quá. Tôi sẽ tài trợ cho team Wowy những bữa ăn tại nhà hàng của tôi. Tại vì sao? Tại vì thật sự ngày hôm nay tôi được chạm bởi các bạn. Và tôi trân trọng những gì mà Wowy đang làm. Đó là lời hứa. Và vòng giải cứu sẽ bắt đầu với phần thi của Arthur. Em xin con biết phần một. Ay, oh, ay, check. Ay, ay, đến đây phải cho đi. Tuổi trẻ này for free. Đam mê thì ta cống hiến hơn thua so đòi chi. Khiêm tốn là cần thiết. Chỉnh chu lại phần viết. May mắn nếu đi tiếp sau, đi theo anh của Wowy. Tương lai thì chưa biết. Kể chuyện ngày xưa tiếp. Tiếp đi. Tiếp đi, cho đi mà không tiếc. Viết về những điều mình được thấy. Đến được cái này đã là xa. Nếu có cơ hội được bùng cháy, còn nhiều câu chuyện lắm em chưa kể được anh nha. Yes. Xin mời Pháo. Chị em xin con biết số 2. Tôi đã đường phố năm 18, anh này đã chơi nhạc. Muốn đi theo hip hop vì cuộc đời của anh nó hơi bạc. 200k để dành tiền vào trong phòng thu. Mang những điều tích cực, không để cho nước mắt này rơi hạn. Đến lên là cái chết vì danh vọng hay sự cô đơn. Anh đi tìm hip hop để sống lại cuộc đời vô ơn. Khi mình còn trẻ có nhiều thứ cất ra lời. Sống tạo nên kỳ tích trước khi mình gần đất xa trời. For the team, wow, win. Những con chữ rất là chạm. Cảm ơn Pháo. Xin mời 19. Yo. Dạ cho em xin con biết số 2. Chí Nam Nhi về hiên ngang, tạo lập ra nhiều dự án trong đêm về miên man. Đam mê trai tráng anh em mình liên bang. Chỉ cần một cái khẩu trang còn quý hơn cả tiền đang chia. Sống ở trong đời sống mình cần phải có một tấm lòng, để cho gió cũng đi cùng những nốt nhạc đang trầm bổng. Tôi yêu cuộc sống của tôi như một chuyện tình ngoài hành lang. Sau này tôi sẽ lên thiên lạc ở trong ngôi làng ngoài hành tinh. Let's go. Wow. Thông minh. Dạ cho em xin biết số 1 ạ. Và đó là Lập Nguyên. Xin chào, tao là thần chết đây. Và đã đến giờ người phải chịu phán xét. Người, khi người sống như không còn thở, người cho đi toàn sự giả dối, những điều bất hiếu vô ích non tơ. Và người, khi người sống cho đi đồng tiền, người khinh thường những kẻ mềm yếu, ăn chơi xòa đã mà sẽ khí vòng quyền. Và khẩu niệm vô tâm, đối sinh vô trách. Với những cái điều người cho phiên sống, cho tới thở khi thiên hạ trên đã khóc còn cười. Giới trẻ thì dùng nhiều áp bạn, xã hội thì dùng nhiều áp bức. Giờ muốn sao sống sao, dù cái sống cũng bị knock out. Và mày khóc vì người phải bỏ tiền xài áp, đó là áp lực. Yeah. Wow. Xin mời Free. Cho em biết số 1 ạ. Sợ. Ê. Sống trong thế kỷ 21, nhưng mà con người họ lừa dối nhau. Ai đọc ai là người tốt, ta đặt niềm tin thay vì nỗi đau. Không để lý trí chi phối, ta chọn cho mình lối sống phải khác. Để cho âm thanh chúng ta kết nối, trao đi yêu thương nên ta phải rap. Vì ta thấy mất đâu vô chi, trong thân xác ta là những cảm xúc. Và những giây phút ta rót vô ly, suy nghĩ trong làng khói trắng phản phức. Điều khiến ta thanh thản nhất là ta luôn có bên mình người thân. Vì nếu bị đánh mất đi bản chất thì khi lìa chân chỉ toàn người dưng. Tình người ta là món quà, đem tặng ai lấy thì cứ lấy. Lúc sống cho đi thứ gì thì khi nhắm mắt nhận lại thứ ấy. Yeah. Wow. Xin mời TBO. Ok, cho em con beat thứ 2. Yeah. Những gì ta cho đi khi còn thở là một tình yêu đến từ hip hop. Yeah, 3, 2, 1, come on. I say peace and love vì này thì quên bao nhiêu ưu phiền và mệt mỏi để không ai ra đi. Vượt hết những đắn đo đừng để một ngày trôi hoang phí. Hãy cất tiếng hát lên chẳng để một việc khi ra đi. Yeah, không mong nhận lại gì, chỉ đang muốn lòng mình được thảnh thơi. Cho tâm hồn siêu thoát khỏi những bộn bề rồi thả trôi. Ta cho đi những điều thần kỳ, trên đời mãi chẳng thể hư hao. Âm nhạc này sẽ mãi còn đó và nó là nguồn cảm hứng ta trao. Peace.
Vâng, xin cảm ơn team Wowy với phần thi giải cứu vừa rồi. Và bây giờ sẽ là 1 phút 30 giây suy nghĩ. Xin mời. Đây là vòng giải cứu và hy vọng là bốn em phải thật bình tĩnh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với D-Kid. Em xin chọn đi số 1 ạ. Hey, I go by the name D-Kid, the Thăng Long Hustling Culture. D-Kid back again, con flow thật sạch, flow thật sạch. Thắng hay thua anh như dân chơi, em counting right, counting right. Trên đường đua cứ như hỏa tiễn phóng thẳng về vạch. Đi về đâu để đam mê dẫn lối, sẽ thắng tao thật nhiều cách. Hey, hey, yeah. On the way đi lên, young đi ghi ta cầm mic ghi tên. Flow like a G.O.D. Yeah, fly team tụi anh không low key. Bao ngày nắng, bao ngày mưa, khắc ngày xưa để có những ngày thắng. Mua đam mê, đổi tuổi trẻ, lời khen chê cái giá này quá rẻ. Tôi được dạy từ nhỏ trong nền văn hóa này, keep it real. Dù cho là stu hay trong phòng trọ, yeah homie keep it feel. Đưa thứ cảm xúc là nghệ thuật về âm thanh thật nhất. Sống thì phải chất, không bán linh hồn chỉ vì đống vật chất. Hey. Tiếp theo là bài thi của Vi Thăng. Cho em xin biết số 1 ạ. Moshi moshi. Baby shark du 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 du. Đây không như là phim hiếm khi được viên mãn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa biết ơn những feedbacks. Trước khi gặp Bi Hoa vì còn chưa biết rap. Sao bây giờ diễn biến khác. Baby I'm the big shark du 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 du. Lá cờ tơ màu trắng chỉ xen đỏ và đứt ngày càng rõ. Under the hood yeah we the mob. Đại diện âm thanh từ Phú Nhuận trên bản đồ, ta biết dùng để khoan lỗ, đơn giản như là đen rổ. Yeah. Wow. Đây là một phần thi bất chấp tài sản ha. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là bài thi của Cano. Dạ vâng, cho em xin biết số 1 ạ. Yeah. Yeah. Check. Đã đến lúc đôi chân này được đi tiếp hay là phải dừng lại. Dẫu có ra sao thì cũng từng nhắc nó nhớ là không được ngừng chạy. Cano sẽ cố dù thắng hay thua, coi ra sao mình vẫn là vua. Chỉ mong thêm một lần may mắn để nó có thể xây nó lâu đài. Ta thề ta thốt thì thầm tới tối, thì thắng thì thua thì thôi than tờ. Đình đập đón rén rung rẩy ra riết cố gắng ghi lên vào từng trang vở. Ở tuổi 20 ta cảm thấy mình thật may khi xung quanh nhiều vòng tay để ta viết bài nhạc hay. Dẫu cho mai sau mình phải xa nhau thì đừng quên mau luôn luôn tự hào khi đã đứng ở đây. Thắng thì mình vui, thua thì mình cố gắng vì sao. Đáng yêu và impossible. Yes, cho em xin biết số 1. Chân phải lên trước bước vào game like Nipsey Double A. Bằng phong thái không bằng thằng thua. We got unity, peace and love. A bar go so hard. Với đồng beat đang nằm trên menu. We bắt đầu hit như Metro Boomin. Thôi với Milo. Thêm đi kid pretty sick. Viết kinh tích cùng soul by people. Cutie Kelly và V-Tanks. Real thanks. Em cần nấu. Chiến thắng bản thân sau khi rời sàn đấu. We are busy fly team. You can fuck with my name. Bitch impossible.